Hồ Văn Cường từng nói về mẹ nuôi Phi Nhung, nhờ có mẹ cuộc sống của em và gia đình đầy đủ hơn, được đi nhiều nơi, được nhiều người biết đến. Suốt thời gian Phi Nhung nhập viện điều trị COVID-19, Hồ Văn Cường không có bất kỳ động thái nào, nguyên do là bởi xưa nay Hồ Văn Cường có tính cách thụ động, ít khi nào thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội. Tuy nhiên Hồ Văn Cường vẫn luôn biết ơn mẹ nuôi Phi Nhung vì đã cho mình một cuộc sống tốt hơn, sự ra đi của Phi Nhung cũng là nỗi mất mát lớn đối với Hồ Văn Cường. Đến trưa ngày 28 tháng 9, vì quá đau lòng khi mẹ Phi Nhung qua đời, Hồ Văn Cường đã lặng lặng đổi ảnh đại diện Facebook sang màu đen. Hành động của nam ca sĩ khiến nhiều khán giả không khỏi xúc động. Hồ Văn Cường xưa nay được biết đến là người ít thể hiện cảm xúc trên mạng xã hội. Hồ Văn Cường là một trong 23 người con nuôi của Phi Nhung. Năm 2016, sau khi tham gia Việt Nam Idol Kids, Hồ Văn Cường đã có cơ duyên gặp gỡ thần tượng của mình là Phi Nhung và được cô nhận nuôi trong suốt những năm qua, Phi Nhung luôn là người hỗ trợ Hồ Văn Cường trong các hoạt động nghệ thuật, tạo điều kiện cho giọng ca nhí tham gia các chương trình ca nhạc trong nước và hải ngoại. Đồng thời Phi Nhung còn xin cho Hồ Văn Cường nhập học tại một trường quốc tế. Thời gian gần đây, hai mẹ con Phi Nhung và Hồ Văn Cường cũng xảy ra khúc mắc. Đầu năm 2021, Phi Nhung từng lên tiếng cho biết con trai đang mắc bệnh ngôi sao, không biết phụ giúp mọi người. Thấy mẹ buồn lòng, sau đó Hồ Văn Cường đã công khai lên tiếng xin lỗi mẹ. Sau tất cả, mẹ Phi Nhung luôn là người mà anh biết ơn sâu sắc. Giữa năm 2021, ồn ào quan hệ Phi Nhung Hồ Văn Cường tiếp tục gây xôn xao, không để mẹ bị đổ oan, Hồ Văn Cường nhiều lần đứng trước truyền thông giải thích mọi chuyện và gửi lời xin lỗi tới Phi Nhung. Trong một buổi chia sẻ trên truyền thông gần đây, Hồ Văn Cường trải lòng về mẹ nuôi Phi Nhung, nhờ có mẹ mà cuộc sống của em và gia đình được đầy đủ hơn. Em được mẹ Phi Nhung chu cấp cho đi học đến lớp 12 nên đỡ cho gia đình em phần nào. Khi được mẹ Phi Nhung dẫn đi hát, em được nhiều người yêu thương hơn, được đi nhiều nơi và được nhiều người biết đến. Em cũng có thu nhập cho gia đình mình. Hồ Văn Cường cho biết anh luôn biết ơn Phi Nhung vì nhờ có mẹ nuôi mà gia đình anh có được cuộc sống đầy đủ hơn.